Hello cả nhà, ngày hôm nay thì mình xin quay review chi tiết một cái chiếc mixer X32 Producer. Hàng này thì khách mua về khui ra để không xài luôn cả nhà nhé. Nói chung là gọi là hàng mới luôn đấy. Cả nhà nhé. Đây, chúng ta xem. Này thì không khác gì là anh em chúng ta mua mới luôn nha. Mới luôn. Cái này không thể gọi là hàng cũ được, mà phải gọi là hàng mới. Hàng mới khui hộp cả nhà nhé, hàng mới khui hộp. Đây. Cái này thì để mình xem. Cái này khách mua tại Hoàng Bảo Khoa cả nhà nhé. Đây. Này là mới luôn. Không có một vết trầy dù là nhỏ nhất cả nhà nhé. Không một vết trầy, không một vết ố dù là nhỏ nhất luôn. Mới luôn cả nhà nhé, cái này là mixer mới luôn cả nhà. Này giống như không bấm luôn đó nhé, không bấm. Không bấm, không xài luôn cả nhà ha. Rất tuyệt luôn nhá. Nhất sơ phần mặt dưới cả nhà xem. Nói chung là cho dù trên hay dưới nhá, ở dưới khó quay. Cả trên cả dưới không có một vết trầy dù là nhỏ nhất cả nhà nhé. Thì con này giá rẻ hơn mới cũng khá là nhiều cả nhà nhá. Giá rẻ hơn hàng mới cũng khá nhiều. Còn nguyên hộp giấy luôn nhé cả nhà. Nguyên hộp giấy luôn nha. À, thì cái này anh em có mua mới nó cũng chỉ như thế này thôi ha. Thì cái này cũng là mới luôn mà, là chưa sử dụng. Cái này khách báo là khách mua về nhưng không sử dụng cả nhà nhé. Mua về nhưng không sử dụng, chỉ bỏ ra cắm nghe nhạc một hai lần gì đó cả nhà ha. Khách mua về xài gia đình đấy, nhưng mà khui ra cắm nghe nhạc một hai lần gì đó là thôi, không có dùng nữa. Nói chung là khách người ta còn không còn nhu cầu nữa cả nhà ha. Mình xem cái này xem mua từ tháng mấy nào, để mình xem cái tem ghi ngày tháng. Hay là mua về khui không sử dụng nha. Giá ba mấy thôi. Rẻ hơn mới rất là nhiều, mới thì bốn mấy cả nhà nhé. Đây. Mới tinh nha. Ok. Giờ để mình xem coi là mua từ tháng mấy. Cái này hình như là khách mua từ tháng 11 năm 2022, cuối 2022 các bạn nha, coi như là gần đầu 2023 ha. Đấy. Cả nhà nhé, cái này là được mua tại Hoàng Bảo Khoa cả nhà nhé, cuối 2022 nhé, tháng 11 2022. Mua về chỉ khui ra và cắm nghe nhạc một vài lần, xong lại nhét lại vào hộp giấy cả nhà nhé. Còn nguyên hộp giấy luôn, nguyên như mới luôn. Rồi, cả nhà có nhu cầu thì liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946 73 46 46.